Chào các bạn, hôm nay mình lại đi bẫy trào mào. Và hôm nay thì vừa bẫy trào mào, vừa đặt một cái bẫy bàn, bẫy con bình bịt ở cái khu này. Khu này ngoài sườn sông, rất nhiều là cây dương xỉ, cây thèm lẻm nha. Trào mào rất hay ăn ở đấy. Tôi sẽ đặt bẫy. Đầu ngày này còn có một cái bẫy bàn này. Để bẫy bìm bìm. Xong rồi buộc con nhái. Và một số cái thòng, bẫy thòng để bẫy trào mào. Xuống đặt bẫy. Cái này là nhiều rắn đấy, có cả rắn. Rộn rạc này. Hôm qua gặp một con rắn dài, rắn ráo. Như rừng luôn. Đây trước là ruộng của người ta cấy lúa đấy, hai vụ. Nhưng mà hiện nay là cái lao động để làm nông nghiệp thì người ta đi làm công ty hết, ta bỏ. Đây cái cây thèm lẻm này mỗi khi là trào mào rất hay về đây ăn. Nay chưa thấy. Quanh đây chỉ rất nhiều cây nhưng mà mỗi cây này là đang có quả. Nên là bọn chúng tập trung ở đây. Và mình đặt bẫy thòng ở đây và đặt dưới gốc thì đặt bẫy bìm bìm. Đây thấy con bìm bìm. Sau khi cài hết hơn 20 cái, 25 cái thòng ở trên hai cái cây này. Đấy, kia này. Cây này những cái thòng để rất là bí mật. Và cái bẫy bìm bìm thì để trong này ra một hai con nhái nhảy một con ở đây, một con nhái. Đó. Còn các thòng ở trên cây bẫy tổng hợp này. Yeah. Là tôi đặt một cái điện thoại để ghi. Sau tình hình diễn biến như nào sẽ đưa vào video. Bây giờ là buổi chiều tối. Tôi ra thăm bẫy. Từ trên này nhìn xuống là đã một con chết rồi, không còn dẫy. Dưới kia là lâu rồi dính. Ra sớm thì phải. Cái bẫy thòng này chỉ trong vòng độ một tiếng thôi, trở lại thôi, có khi 30 phút là phải thấy nó dính cái là phải gỡ ngay. Nhưng mà để xem có dính con bìm bìm không. Buổi chiều, bây giờ buổi chiều tối đi ở đây rất sợ rắn này. Rắn là chiều tập này là nó hay đi ăn rồi đấy, gần tối không. Ở đây là có rắn rất là to, rộng như này. Trên bắt đầu rồi. Thật ra sớm thì phải. Một con dính thòng chết rồi. Hai con. Ui giời. Tiếc quá thế này. Dính lâu quá rồi. Ba con. Ui giời. Phần trào màu bông. Bốn con. Dính từ lúc nào đây. Lâu quá. Không ra được. 1, 2, 3, 4 con, dính 4 con. Xem. Cái kia thì sập hết.
nhưng mà lại không được nhỉ, để xem nguyên nhân. Con này dính lâu rồi, toàn trồng màu xanh thôi. Ôi giời, cái này dính hai con. Con gì đẹp thế này? Con bách thanh. Đây là con bách thanh. Con này dính trước, xong rồi con bách thanh dính sau. Cái bẫy này sập mà sao không được nhỉ? Nó dãy ra nhỉ? Xem nguyên nhân. Hai bên cùng sập.